Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc ngày hôm nay, ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Chúc quý vị và các bạn có một buổi xem quay thử xổ số thật nhiều niềm vui và tràn đầy phúc. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật kết quả xổ số cũng như là kết quả quay thử xổ số miền Bắc mỗi ngày tại đây. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều may mắn.